bật đèo bì. Ui, bị quay trong pha này, có đổi giày không? Anh bớt quyết định là ăn luôn chục cục máu, không mà chúng nó lại ăn mất. Anh sử dụng băng xương khá khéo, anh tiếp tục lao lên. Anh chưa muốn được nhiều hoa lắm nhưng anh đến chiêu là khá ghê. Và anh mất trụ rồi nhưng không sao, anh sẽ quay lại. Anh tung hoa, múa một nhịp duy nhất. Thảo tác, nhìn thấy chưa, chúng mày nhìn thấy nhặt hoa chưa? Xuất luôn mà chớ luôn mà, nhiều thằng nhìn xong chớ luôn mà. Xuất mẹ rồi. Anh làm gì đây? Anh băng bao. Ui, đỉnh, ừ, được hai hoa rồi. Ui, thôi về chạy. Vâng, tôi đánh giá là con Flo này sau khi mà bớt LB nó chơi xong phải có một đợt nét bớt LB, kẻ khiến cho con Flo trong dạng sắp tới có thể sẽ bị nớp. Sắp tới nhiều khả năng là con Flo người ta sẽ chỉ cho hai bông hoa thôi. Mỗi lần tung chỉ có hai bông hoa thôi. Vì thực ra bớt LB chưa bao giờ cần đến ba hoa. Ok, chúng nhau đến với thao tác tuyển thủ top năm của kênh anh Hấn Điều. Vâng, xin giới thiệu các bạn, Hấn Điều, anh bớt Flo. Chúng ta cùng nhau đến với những bước di chuyển đầu tiên. Người đàn ông hai hoa, người đàn ông mà tất cả mà những thằng nào mà bảo Flo phải chơi bằng ba bông hoa thì thằng đấy không biết gì về Florentino. Đó chính anh bớt LB. Nào, anh à, tinh chỉnh một nhịp tinh chỉnh anh bớt LB. Một tình huống kéo lính ra khá khôn ngoan. Ủa, nói gì nói nha, quả kéo lính này cũng chưa cần phải chơi game nha, chưa cần phải chơi game thì quả kéo lính này cũng là một quả cũng tư duy tuyển thủ đấy các bạn, không phải đùa đâu, tư duy tuyển thủ đấy. Cũng làm cho Sài Gòn Phát Tôm cũng lỡ một bước chân nên không phải ít đâu các bạn, cũng làm Sài Gòn Phát Tôm mất đi một mục tiêu để ăn nên không phải đùa đâu các bạn. Cho thấy được cái tư duy của tuyển thủ. Về mặt tư duy đi đường thì tôi chưa bao giờ chê bất LB cả. Tuy nhiên thì có hai vấn đề mà tôi hay chê bất LB. Thứ nhất đó là thỉnh thoảng hơi nháo. À TDT xin lỗi các bạn. Thứ nhất là thỉnh thoảng hơi nháo. Cái này là cái mà vẫn phải khẳng định với các bạn, là thỉnh thoảng hơi nháo. Thứ hai đấy là cũng chia sẻ thật với các bạn, là thằng bớt LB này đánh con Flo chưa bao giờ được anh em bình luận viên quá công nhận, trừ ngày hôm trước. Thật sự là từ ngày mà thằng bớt LB đập vào con Flo đến giờ thì có lẽ chỉ có ngày hôm trước là ngày duy nhất, lần đầu tiên mà thằng bớt LB được anh em bình luận viên khen với con Florentino. Thật sự luôn là thằng này đánh con Flo thì thứ nhất là nó không bao giờ tung được ba hòa trong giao tranh là một. Mà thứ hai nữa đấy là đánh con Flo thì mà cầm trừng trị đi farm rừng, mà đi farm thì lại còn mày mày tung hoa trượt vào cả lính, làm sao mà người ta nói được câu gì nữa. Bớt LB đang lựa chọn việc đó là đổi giày sau, tức là sau khi mà anh ta áp dụng được cái giày đã thì sau đó thì anh ta mới đổi cái giày hộ vệ để thủ rang trong những quả solo. Một tình huống lao ra khá hổ báo đến từ bớt LB, tuy nhiên thì đối phương bảo không chơi và vì vậy nên bớt cũng không chơi. Farm đang là khá gắt và chuyển rồi, đang đi chuyển không sao. Giày hồi chiêu vẫn sẽ là món trang bị đầu tiên được bớt LB sử dụng cho đến khi mà bớt LB đủ đồ thì anh ta, chính xác là khi mà giao tranh thì anh ta mới đổi sang giày hộ vệ. Nếu như mà cảm thấy rằng có thể đấm nhau một cách gọi là khô máu thì mới đổi giày. Tình huống tung hoa khá tốt đến từ bớt LB nhưng mà vẫn chưa có ba hoa. Vâng, mặc dù đây là một tình huống gây được khó khăn cho Nolan nhưng thật sự để cho bớt LB có thể tung được đến nhịp hoa thứ ba nó là quá khó. Mỗi lần tung hoa anh chỉ nhặt hai bông bởi anh không phải là người đàn ông ba hoa nên không bao giờ anh nhặt đến bông hoa thứ ba. Rất khó để điều đó xảy ra. Bớt LB, cái tên nói lên tất cả, anh B. Lúc này thì bớt LB vẫn đang đi hít tiền của sở tắc khá là đều. Những tình huống mà xuất hiện để canh rừng nhìn trông có vẻ rất vô hại, nhìn trông rất ngờ nghệch, nhưng thực tế là anh vẫn liếm rất nhiều mẹ tài nguyên của đồng đội trong những tình huống như vậy. Chẳng qua anh chỉ giả vờ là ơi tôi chỉ đi ngang tí thôi, nhưng mà thực ra là hit đấy các bạn. Nhìn có vẻ là bộ mặt trẻ thơ đấy thôi nhưng mà thực ra là đi hit tiền đấy. Tao đi bảo vệ mày thế thôi. Lúc này thì bớt đang có lượng tiền là 1900 tiền, nhiều hơn một chút so với Nolan. Khi mà Nolan cầm Richter thì tất nhiên là khả năng farm của Richter nó không bằng so với Florentino, chuyện khá bình thường. Florentino vẫn là chất tướng nó gắn liền với đường hơn. Mặc dù đây không phải là một con farm dễ nha, nhưng mà nói gì nói con Flo vẫn là con gắn liền với đường hơn. Còn con Richter nói gì nói thì nó vẫn là con ưa di chuyển hơn. Lượng tiền của bớt LB và Nolan nó cũng chỉ ngang nhau thôi. Anh vẫn đang check liên tục. Thương khung kiếm. Không, anh lại đổi sang. Không, anh chưa đổi. Tiếp tục tung hòa không, anh không tung nữa. Không nhìn thấy rừng của đội bạn đâu, bớt LB đánh khá chắc chảy. Bây giờ mới nhìn thấy rừng của đội bạn. Anh có về múa hay không đây?
giờ Liêm, Liêm hai hòn dài, anh bớt LB. Ui, bị quay trong pha này, có đổi giày không? Anh bớt quyết định là ăn luôn cho cục máu là không mà chúng nó lại ăn mất. Anh sử dụng băng xương khá khéo, anh tiếp tục lao lên. Anh chưa bố được nhiều hoa lắm nhưng anh đến chiêu là khá nghệ. Và anh mất trụ rồi nhưng không sao, anh sẽ quay lại. Anh tung hoa, múa một nhịp duy nhất. Ui con mẹ, tôi xin lỗi BDLB vì đã bảo BDLB múa đến hai hoa. Thật ra anh chỉ cần đến một hoa thôi. Những tình huống múa hoa rất lăng hoàng nhưng lại hiệu quả cực kỳ cao. Đầu tiên đấy là, đây chúng ta sẽ cùng nhau phân tích pha thi đấu này. Đầu tiên khi nhìn thấy đối phương gọi thần vực, anh biết ngay là mình bị quay. Gọi đồng đội là điều thứ nhất. Thứ hai, ăn ngay cho mình cục máu này, kẻo mình không ăn thì chúng nó cũng ăn mất. Chứ thực ra là cái cục máu này nó cũng đéo bổ béo gì đâu. Bởi các bạn có thể nhìn này, sau khi anh ăn cục máu thì anh cũng bị nó cấu máu, bởi vì nó cũng sẽ cấu ở cái khoảng này thôi. Thế nên cái cục máu nó chả bổ béo đéo cả. Nhưng mình phải ăn cái đã, kẻo nhỡ đâu mẹ có thằng nào nó ăn mất cục máu. Phàm ở trên đời, thứ duy nhất mà chúng ta cần phải bảo vệ đó là cục máu, chứ đéo phải là cái trụ. Và sau đó anh bắt đầu múa hoa. Thật ra là mỗi lần tôi thấy anh tung hoa, anh chỉ nhặt được một nhịp thôi, chứ cũng chưa đến nhịp thứ hai. Nào, chúng ta cùng nhau nhìn lại những nhịp nhặt hoa của anh. Nào, này, đầu tiên là anh băng vào, anh chém một lần chiêu 2. Sau đó anh chém phát chiêu 1 để nhặt hoa. Sau đó anh đi ra, anh nhặt được một bông và anh phải băng xương mẹ rồi. Thật ra là anh cũng chưa cần đến hai bông, anh mất một bông. Tiếp tục anh quay trở lại, múa được một nhịp. Thật ra anh cũng đéo nhặt hoa nữa. Đấy, anh đã dùng chiêu 1 thêm lần nào nữa đâu. Đấy, ui con mẹ, nhặt hoa và lính còn trượt. Anh đi tìm hoa ở lính anh còn tìm không nổi. Này, anh đi tìm hoa ở lính nhìn có khác thì tùng hoa mi không. Con mẹ, ui hoa đâu. Đây rồi, hoa đây rồi. Phải quay đầu để nhặt các bạn. Ui, sau đó anh tốc biến quay lại. Anh nhặt được một bông hoa và nó đi luôn. Con mẹ, anh chơi bằng một hoa. Thằng nào bảo bớt đi chơi bằng hai hoa. Thật sự thằng nào từ trước đến nay bảo bớt đi phải chơi bằng hai hoa. Thằng nào, thật ra anh chỉ chơi bằng một hoa. Các bạn thấy không, chiêu cuối xong rồi nhặt một bông hoa, xong chiêu một nhặt một bông hoa bằng sâu luôn, xong rồi tốc biến quay trở lại chơi cũng chỉ nhặt một bông hoa thôi. Ai bảo bớt đi hai hoa nào. Con mẹ, người đàn ông trung tình là anh. Giờ liếm hai hòn dài, vâng, người đàn ông trung tình chính là anh. Cuộc đời anh chỉ có một bông hoa duy nhất và nó dành cho em. Nó là đỉnh cao. À thế tôi à, tôi xin lỗi mọi người. Nếu như tôi là người bảo Bất Elby là người đàn ông hai hoa thì tôi xin lỗi mọi người. Vì thực tế là một hoa, rất xin lỗi Bất Elby. Vì đã nghĩ sai về em. Đấy, pha thi đấu gọi là đặc sắc nhất trận đấu của Bất Elby đấy. Sau đấy thì vẫn còn một vài pha thi đấu nữa, nhưng mà đấy là pha thi đấu đẹp đặc sắc nhất trong trận này đấy. Chúng ta khen vậy là vãi lồng rồi đấy. Mà nó cũng chỉ chơi có một hoa thôi, chứ đâu phải là nó chơi hai hoa. Đây này, đây, ui mẹ, đỉnh nhá. Đây nha, anh chỉ làm đúng một lần thôi nha. Đây là tình huống nhặt hoa ba hoa có lẽ là hiếm hoi trong trận này. Ui, thao tác này, nhìn thấy chưa, chúng mày nhìn thấy nhặt hoa chưa? Xuất luôn mà chớ luôn mà, nhiều thằng nhìn xong chớ luôn mà. Xuất mẹ rồi, lên đỉnh luôn đấy. Chỉ cần thấy bắt đầu đi mà mình nhặt đến được ba hoa bắt chớ luôn. Đỉnh. Gớm chưa? Múa đầy ảo diệu. Múa lính không xịt phát nào, thế là tiến bộ rồi. Đợt trước tôi nhớ là tôi có bình luận cái trận mà nó đánh cái giải quốc tế đối đầu với thằng Indo ấy. Xong tôi thấy nó đánh con Flo này, nó nhặt hoa và lính còn trượt mà. Thế là này, nhặt hoa và lính không trượt là tiến bộ rồi anh em ơi. Thế là hay rồi. Chê đéo nữa. Mà tôi nói thẳng luôn, tôi thì nhặt hoa và lính tôi cũng nhặt trượt nha, tôi nói thẳng luôn. Mà nó nhặt hoa và lính không trượt là hay rồi. Thế là tuyển thủ rồi. Sao anh chê bớt ghê vậy? À, đâu, đấy là anh khen, từ nãy giờ toàn khen. Chỉ có thằng bớt tôi mới dám khen như thế này thôi. Khen thằng khác như này không được anh em ạ. Chỉ dám khen mỗi bớt thôi. Top dog của kênh mà. À, gót. Nhầm anh em ạ. Nó bị lịu lưỡi thôi anh em ạ. Từ nãy giờ các bạn có thể thấy rằng là bên phía OneStar đang đè khá mạnh. Trong khi đó thì C đã rất xanh rồi. Ở góc cam khác của C các bạn sẽ thấy C xanh như thế nào. Tuy nhiên ở góc cam này các bạn vẫn đang nhìn thấy là OneStar đang tiến lên một cách rất là mạnh mẽ. Một thế trận slow mo được bày ra trước mắt rồi. Lúc này thì Bird LB và những người đồng đội của mình vẫn đang kiểm soát toàn bộ thế trận. Anh quyết định đấy là về ăn cua. Sau đó anh sẽ tiến lên ở đường giữa trong pha thiếu này không. Anh đứng đợi xem đồng đội có vấn đề gì không.
anh thấy đồng đội không vấn đề gì, anh ra đường giữa. Ui, thôi, đừng nhặt em ơi, hoa này nhặt héo đấy. À, từ nãy giờ thì anh cũng chưa làm được gì hơn ngoài việc là đứng xem đồng đội chơi game. Nào, tung hoa nào, đây, ui, đau quá. Nào, tung hoa nào, ui, mình tung hoa đẹp đấy, đẹp đấy. Lét đấy. Đừng có đùa với anh. Ui, mẹ, con sẽ ra hát tung điều ấy. Ui, ăn con sẽ ra mất mẹ nửa máu rồi. Anh ra quả này cân bùa thế này liệu có hợp lý không ta? Cái quả này có cần thằng bớt vào cân bùa không nhỉ? Tôi nghĩ là đéo cần thằng bớt xuất hiện ở trong hang xe ra của hang rồng của này lắm đâu. Đằng nào thì cũng phải đợi em biển ăn xong con xe ra. Thì thật ra cũng không cần thằng bớt nó đi vào hang xe ra lắm đâu các bạn ạ. Cùng lắm là nó đợi một cái nhịp nào đấy con xe ra dùng, con rồng nó dùng chiêu xong rồi thì là nó chỉ cần ra một vài đam thôi. Chứ mày ăn xong con rồng bất mẹ nửa máu thế này thì thật ra là nó cũng đéo lợi lắm ấy. Thật ra cái ích lợi của việc thằng bất LB có mặt ở trong này nó cũng không nhiều các bạn. Cái ích lợi của việc thằng bất LB ăn rồng của này nó không nhiều lắm. Vì đằng đéo là chẳng phải đợi. Đấy, đằng đéo là chẳng phải đợi. Mật cụ nó nửa máu. Mật cụ nó nửa máu rồi. Chơi game kiểu gì? Thế bây giờ mình công kiểu gì, về nhà hồi máu à? À không, anh có cục hồi máu. À đây, còn cục hồi máu ở chỗ này nữa, liếm nó. Ừ, xong rồi đi farm quái rừng đã. Ừ, đi farm hết quái rừng này. Xong rồi đi lên đường trên ăn cái cục hồi máu này. Là chắc là đẹp. Ừ, hay, đầy máu luôn. Tính hết rồi. Đây rồi. Tôi xin lỗi Battle Bee nhá. Tôi rất là xin lỗi Battle Bee nhá. Quên mất là về Florentino còn rất là nhiều mục tiêu. Anh tính cả rồi. Mà chúng mày dính cả thính cả bồi. Anh bớt đã trở lại lợi hại hơn xưa. À, bây giờ là một tình huống anh ấy đứng đấy, không đứng đấy bị cướp thì sao? Nếu bạn sợ bị cướp thì nên là đứng canh hơn, bởi vì con Florentino canh được các bạn nhá. Con Florentino các bạn có thể đứng canh được, nhưng mà thôi không sao, anh cũng đầy máu rồi, anh tính cả rồi mà lại. Rồi, nào, anh sẽ làm gì đây? Nhân tố X bớt LV của chúng ta, nhân tố B, anh làm gì đây? Anh bắn vào, ui, đỉnh, ừ, được hai hoa rồi. Ui, thôi về chạy, vâng, thề luôn. Thật ra, tôi đánh giá là con Flo này sau khi mà bớt LB nó chơi xong phải có một đợt nết. Bớt LB, kẻ khiến cho con Flo ở trong dạng sắp tới có thể sẽ bị nấp. Sắp tới nhiều khả năng là con Flo người ta sẽ chỉ cho hai bông hoa thôi. Mỗi lần tung chỉ có hai bông hoa thôi. Vì thực ra bớt LB chưa bao giờ cần đến ba hoa. Nó vẫn là hiệu quả đúng không ạ? Nó vẫn hiệu quả, nó vẫn hay đúng không? Tôi nghĩ là sắp tới sẽ có một đợt nấp nhẹ. Và nếu như con Flo mà tiếp tục bị nấp thì các bạn biết ai là người khiến cho con Flo Lentino bị nấp rồi đấy. Chỉ có thể là anh Bớt LB. Anh ấy đã chứng minh cho tất cả thiên hạ thấy là thật ra con Flo chỉ cần hai hoa. Đấy, chỉ cần hai bông thôi là đủ rồi. Mẹ đánh Flo mà chúng mày cần đến ba hoa mà chúng mày vẫn bảo là chúng mày đánh ngay hơn tao. Ý là như nào? Anh 7 gửi tùng 8.000 thể lực. Ý là như nào? Có hiệu quả thôi chứ có hay đâu. Đúng rồi. Hơn mấy thằng trên TikTok. Không cần biết mấy thằng trên TikTok, nhưng mà đây là đang đánh với TDT, đội tuyển đang đứng hạng 3 ở đấu trường danh vọng và thắng. Mấy thằng TikTok thì thắng ai? Điều đầu tiên mà chúng ta cần phải khẳng định luôn đấy là vẫn thắng đúng không? Vẫn win đúng không? Bây giờ nha, tôi hỏi mọi người nhá. Một người chỉ cần 2 bông hoa mà vẫn hiệu quả so với một người phải cần đến 3 bông hoa mà mới hiệu quả thì người nào hay hơn? Người nào hay hơn ạ? Cho nên là thật ra là các ông phải tư duy ngược đấy, các ông phải học cái thói quen tư duy ngược ấy. Đấy là khi mà các bạn chỉ cần đến hai bông hoa mà các bạn vẫn hiệu quả thì tức là các bạn phải đánh hay hơn thì các bạn mới làm được điều đó, đúng không ạ? Quay đỉnh cao của sự kỳ vọng.